Hôm nay câu lạc bộ đến khỏi Đài Loan để tổ chức câu lạc bộ Hán Mường để mời các cụ trong Thanh Hóa xa đi dùng đó Hán Mường giao lưu cho là hay chứ còn ra. Dạ cảm ơn các ca chị các cụ dạ, cái nghe này rất là vinh dự ăn à, lời mời của các chị lấy tổ chức cha mắt câu lạc bộ là các cụ xa giao lưu và học hỏi ra rất là cảm ơn các chị và các cụ hà điều cả bạn những cái bản sắc dân tộc trường hát dân tộc Mường mới nên là luôn luôn giữ gìn bản sắc là xin là cảm ơn đã Đang hát uống cho đi chị. đi khỏi cả tôi trước cái câu lạc bộ đang uống đi liêu dùng đi khơ cặp em đấy kiểu em mới dùng mà hát mà giao lưu mà học hỏi đây giờ em giờ Rồi, xin là cảm ơn anh. Xin chào mà các bạn xã Mường xã Phương về đến thì dùng đất Mường hôm nay ai về sông lăng khỏi mà quê em mà sông vọng ở cành mà đôi chữ hôn xưa ra nề nề Hôm nay nhân nàn lời mời anh biểu đi dung tung thầm lang quê ra ơi ôn ơi biểu đi gắm đông bàn lắm phương bà mượn a xuống mom thân la chưa ai ra hơi un ơi hôm mà nay đi dùng nhà đình gặp mày thành hoa đều vui chung đã rời đầu tiên say bàn mặt mừng giao lưu văn nghệ hà nam mường cho phụ ra người hồn ơi đôi mình mới gặp lần đầu đời hỏi chuyện muôn màu ngày này đã rồi nhớ con răng bó nửa ơi đi gắm gửa bà cả bay la quyền ra giờ ơi hỏi hoạt đã to nhưng mà kém thiêng là nói trời ơi chẳng lo điều điều na ơi cõi có na ra cả diêu đi lên đa giáo na ơi anh ơi thương cô ngài kẻ mà thiêng ấy là lời ơi đại ơi ngày bố mẹ rằng xưa ngày này hát trường mường cho trường ra hơi ôn ơi một mương man ở chiang mương đi hạ chữ bàn ở xác người mương của đã ơi ổn nơi còn là răng chi nữa nhá ơi ổn nó hào hạt lát lo mà này ra vậy ơi cảm ơn cái tầm lòng đau hào dạy
nhà nương lê ra đã giao tình nhà thương đã ơi ún ơi có em có ún thương ơi để diêu ra cả bà cá bơi đi cho vui ra ơi ún ơi. Ở nơi đinh khỏi rất là vui uốn họ mới đình là lần đầu tiên này anh ơi đình nhà đi xa đần cùng mường quê hương quê quan là xa phương lòng đã ơi ùn ơi vừa đi găm ùn nơi đi hạt chữ hàn chung là lo cho phụi ra giờ ùn ơi ùn à đi la mò la xa mường về là đi đi dòng gặp mà anh ta chơi ra rồi anh thì là mọi khả ca mường xa phường phía đi nhà dùng mường lòng ra giờ hôn à ơi vừa đi thấy phong ngơ cảnh tiền vơi có ý nhá có un cầu lời hana vui ra giờ un ơi vừa đi cánh đốn ruộng mình nhá mong un nó thấy đẹp muôn vàn như thường đã rời ngơi nhà đi mới để nhà lẫn ở đâu mà thấy phòng ở cạnh đẻ bà đông măng chưa ra giờ ùn à ơi bên à kia dây núi tượng sơn bình kia cạnh đẻ mà đôi măng chưa ra giờ ùn ơi bên à ni cây ngồi định nhớ chùa nơi chợ phở thơ phùng vậy là đi ra giờ ùn ơi ở ni vong cảnh đẹp tươi ùn nó để nhớ dùng măng ô ơi nó rải ơi đình đi à phải bảo đình nhà đi hà xin lục lên nhà đình nhà lòng ra giờ ùn à ơi vậy thì mình bao vời nhà ơi được xin lục nhà đình nơi này ra rồi ngày nay đâu càng ở đâu nam mà vì cầu lục cầu ta cho hà ra giờ ùn à ơi còn răng chi nữa ê nhá ơi được xin lục mà đời ra lên đã rồi ơi xin thèm cây ông nơi đi cây ông quan ly rồi bao phủ ra giờ ùn à ơi đi qua đoạn nhưng mà hát đấy đi qua đoạn nhưng mà hát luôn mới đi vào tao nè bây giờ đến cửa bảo đình nga đùi à ơi
Dạ. Ê pa lam ma so cha nong ôn ai ôn ma nga đều bao rồi âm xin phép đã chỉ na rồi chân ê nha chân na u na bước nhịp nhàng đi ra giờ ôn ơi cửa đình nhà mà đẹp mà sốt nhà nông ổn định mình chỉ là lúc vô đình lòng ra rời nhà à phiêu câu lục câu tai câu chợ sức khỏe mãi mãi luôn na luôn na ra ra ủn ơi cầu cho bố mẹ nhà đình cho em vẫn ủn na tình mua cho đôi ra rời nhà ơi con na ra bao nửa ủn na ơi ngào ý nhà ưa ga cầu lưỡi mê cha ra ơi ủn na ơi trước ngà kia đi đến nhà cửa đi dừng chân na hạ hương ra rồi mà bao ra giờ ủn ơi những ngà ma ủn vừa sầu vừa dâm có mặt có lắm hồi tâm mà này chẳng giỏi nhớ chẳng lo biết điều na ơi xin à lộ ca bố cha mẹ lo ngã đi nhà bảo ra huệ ô na ơi thì ước chi bố mẹ nhà đình cầu cho em vẫn ôn chúng mình ta nhà đôi ra rời ước sao đều đi ôn nàng em mong em ước lưỡi ba lòng ra ơi ôn ơi linh niên nó có cửa đình có cha có mi đâu bạn lục cho ra ơi ôn ơi hôm mà nay đi dòng nhà đình hồ mi lê nhà đình thương đôi thương lại ơi thì là bố mẹ lệ nhà đi nhà nó sẽ cho con nhà cháu người lần nhà như hà ra hơi ôn nhà ơi được nhà chi bố mẹ nhà đình bàn cho em mẫn ôn phải thi rèn đôi ra rời bây giờ cửa cài đã loan cửa còn đã bước bao đi nhà lo ra giờ ôn ơi vậy thì đi với em nhà xin lục nhà đình cho vui ra rời nơi được tiên mà đi đến cửa đi nhà còn à chỉ là thẹp cây mẹ đường nhà đi xin là thẹp
mẹ trẻ nhà đi nhà con đi thiếu vô cầu lô ca lo nhà giờ ngày nhà đi xin là phép bố mẹ nhà đình bạc cho con cái lúc mới mau mà này đại mà đi bây giờ mà đã đến cửa đi con cái là xin làm cha xin nỡ mệt lo ngã đi ngã lo ra người ôn nơi còn phía đền chốn cửa đi con chín cầu hoa lộ cả cầu tai bình an ra bồ mẹ ơi hôm nay con về là để nhà nhà đình con xin bố mẹ con cầu tai bình yên cơ ngày hôm đi thì là bao cửa đình rồi hạ điều thăm cái niên nhà người là lo ngã đi thăm mà đi câu lục câu tai luôn luôn mạnh nhà quê mọi nhà đi nhà ăn ra giờ ồn à ơi con mà răng chi nữa ê nhà ơi cảm ơn bố mẹ nhà đình hôm nay đại ơn lục ngã đi mong mọi bữa nó có nhà có ôn đôi chặt dây ra đi cha ra giờ ôn ơi con mà xin bố mẹ nhà đình đã cho con xin lục vây mà